Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 175 Bắc Tống Phòng Lưu. Cha, người cũng tới ư? Hồng Thiên Kiều rất nhanh đã phát hiện ra Hồng Bát Kim, lập tức xúc động vô bờ, giang rộng đôi tay, lòng tràn đầy niềm vui chạy lên phía trước. Cha, cha, gọi đến mức khiến người nghe phát ngấy. Tiểu tử thối, bịch, ai ôi, nhưng vừa chạy tới phạm vi tấn công của hồng bất kim thì đã bị ông ta nhảy xuống ngựa đạp cho một cái bắn ra bị dội một gáo nước lạnh hồng thiên kiều mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra là mình đã trốn tới đây trong lòng chưa thấy sầu muộn ai xa đây quả không phải là cha đẻ Lấy kỳ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu hồng bất kim chỉ mặt con trai giận dữ quạt lớn cái thằng tiểu tử thối dám giấu ta trốn tới đây còn dẫn cả các nhi cùng đi ngươi thật là làm ta tức chết đi được hôm nay ta phải thay trời hành đạo thay trời hành đạo Lễ kỳ vuốt vuốt mồ hôi cũng chẳng buồn can ngăn. Dù sao thì năng lực chống đỡ của Hồng Thiên Cửu quá phi thường rồi, cú đạp vừa rồi với y mà nói cũng chẳng có nhầm nhò gì. Hồng Thiên Cửu thấy tuổi thân quá bền cãi, cha là ca ca dẫn con tới đấy chứ. Cao nhà nội nghe xong bức xúc quá vội tiến lên nói, tiểu kiểu là người đề cập việc đến việc này trước mà, được chưa? Hồng mất kim giận dữ quát, đến lúc này rồi mà tiểu tử nhà ngươi còn giả mồm. Xem ông đây hôm nay Lời nói còn chưa xong thì đã không đợi nổi vung tay một cái, bốp. Ôi, ôi, cha, xin ta mạng. Hồng Thiên Kiều thấy Hồng Bất Kim đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vội lồm cồm bỏ dậy bỏ chạy. Cần biết là cơn giận này, Hồng Bất Kim đã phải nén cả hơn một tháng nay. Đoạn cua lấy một cây gậy đuổi theo. Nhưng nếu luận về chạy thì ông ta không phải đối thủ của Hồng Thiên Kiều. Chỉ một lúc là hồn hà hồn hền, bè nói. Tiểu, tiểu tử, thôi, người có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hồng Thiên Kiều xoa mông, hai mắt lệ lưng tròng nói: Chà, còn tốt xấu gì cũng là đích tôn đời thứ 9 của Hồng gia. Cha muốn đánh thì về nhà hãy đánh, đánh ở đây làm có mất mặt quá. Mặt Hồng mắt kim đỏ ngầu lên, thầm nghĩ nếu như đợi về nhà đánh tiếp thì không phải là ta đánh ngươi mà là thất công đánh ta ấy chứ. Đoạn nghiến răng gật đầu cười nói: Được được, ta không đánh ngươi, ngươi lại đây đã rồi hãy nói. Hồng Thiên Kiều gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: Không, cha toàn lừa con, con không mắc bẫy nữa đâu. Hải Nhi quay về thành trước, cha, lần đầu tiên cha tới đây đừng có chạy lung tung ngộ nhớ lạc đường ở đây có nhiều thu hoàng đấy nói rồi chạy thục mạng vào hướng trong thành lạc đường hồng mất kim nghe nửa câu sau suýt nữa thì tức lăn ra rít lên nói Màu bắt thằng tiểu từ thối đó lại cho ta hồng thiên kiểu chạy qua chỗ của lý kỳ còn tranh thủ nói lý đại ca mong huynh khuyên cha ta giúp với nói xong chạy tót vào trong thành lý kỳ cười ra nói giúp ngươi ta chỉ có thể khuyên cha ngươi đánh thêm cho vài cái tiểu tử ngươi thật là quá đáng ghét mà Bọn Chu Hoa từ phi nháy mắt ra hiệu cho nhau, vội đứng chắn trước mặt đám gia nô Hồng ra Cao nhân nội đảo con ngươi vội xông tới đỡ Hồng Bát Kim cười nịnh nói: "Bát Kim thúc, người chớ có xuất ruột, cháu biết tiểu kiều ở đâu, đợi lát nữa cháu dẫn người đi." Thực ra chuyện này đều là tiểu kiều dụ dỗ, dỗ cháu tới, ngay cả việc đi đường thủy thì là cũng là nó nghĩ ra. Thế cha cháu có khỏe không? Có nhắc đến cháu không? Tiểu tử ngươi cũng thật đáng ghét, nếu như ngươi không muốn tới, tiểu kiều liệu có dụ dỗ, dỗ nổi ngươi không? Hồng Bát Kim nghe mà giờ khóc giờ cười, Nói bực dọc trong lòng cũng đã vơi đi một nửa đoạn cười gượng nói rồi 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 cha ngươi ngày ngày mong ngươi sớm quay về đó nói đến đây giọng nói còn lộ một vẻ hà hê và đắc ý bọn chu hoa nghe xong trong lòng không vui đã đến khi hồng bắt kim rời đi mới vội tiến đến nói khẽ nhà nội huynh làm vậy có phải là không có nghĩa khí lắm không toà nhà nội nói khẽ tam lang cách làm người của ta ngươi còn không rõ sao ngươi thử nghĩ xem cho dù là ta dẫn Tiểu Kiều tới Thì với tính khí của bắt kim thúc Liệu có tha cho Tiểu Kiều không? Không thể nào Thì thế đó dù gì thì tiểu kiều cũng không thể thoát khỏi trận đòn như từ này của bắt kim thúc rồi đã đành vậy thì hà cớ không đẩy hết trách nhiệm sang cho ý như thế ta cũng không phải chịu đòn cha ta là người rất hiểu lý lẽ bảo vệ được người nào hay người ấy mà chu hoang gãi đầu vẻ như là đang ngẫm nghĩ gì đó nói lời nói của hình hình như là cũng có lý như thế tiểu cửu đáng thương lại bị cái thằng khốn cao nhà nội bán đứng một cách trắng trợn. Lý Kỳ thấy cái trò hề này giờ khóc giờ cười quá, bèn cưỡi ngựa tiến lên nghênh đón, hướng về phía Lương Sư Thành chắp tay nói. Hạ quan tham kiến thái úy. Nói rồi liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, thấy Trương Nhữ Lâm và Thái Dũng đều có mặt, trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều, đoạn chắp tay nói. Các vị vất vả rồi. Mọi người cùng nhau đáp lễ, nhưng trước mặt Lương Sư Thành cũng chẳng tiện nói gì nhiều hơn, chỉ có lương sư thành thấy lý kỳ con người như sắp lộn lên đến não lý kỳ thấy vẻ mặt đó của lương sư thành thì ngượng ngùng hỏi thái úy ông tới có việc gì sao lương sư thành thở dài nói bộ soái gặp được ngươi ta không biết là mình tổn thọ đi bao nhiêu năm hả thành nhãi ngươi nói ra câu này là đúng đó lý kỳ cố tỏ ra tò mò hỏi thái úy nói vậy là sao lương sư thành buồn bực ta đã đến chừng này tuổi rồi sau chuyến đi này về thì cũng đến tổn thọ đó là vì ai chẳng phải vì ngươi đó sao vì ta, thôi xin, nếu không phải bởi hoàng thượng thì liệu ngươi có tới? Lý Kỳ tiến sát lại nói khẽ. Thái úy, ông yên tâm. Chuyến đi này ông không uổng phí đâu. Theo ta phát hiện mảnh đất này có một sự bảo đảm vô cùng tận. Con mắt tí hí của Lương Sư Thành lóe lên, nói, việc này là thật. Hạ quan sao dám lừa gạt Thái úy? Thái úy, ta thấy ông cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta cứ vào thành đã rồi hay nói. Lương Sư Thành lúc này mới nở một nụ cười mỉm với Lý Kỳ. Lý Kiệt chào hỏi mấy câu đơn giản với đám đại tài chủ, sau đó cả đoàn người đi vào trong thành. Dân chúng đứng khắp hai bên đường, tình cảm xúc động khó nói thành lời. Dù gì thì chỗ lương thực này phải đợi khổ cực quá rồi, có thể nói là ngoài sức tưởng tượng. Thái Dũng bỗng nhiên nói, các người còn đợi cái gì, còn không mau phân phát đồ ăn cho dân chúng đi. Đám gia đồ của Thái Gia vội lấy bánh trái phân phát cho dân chúng, luôn miệng nói ba chữ Thái Thái Sư. Lý Kỳ thấy thế thoáng chút sửng sốt, nhưng rồi cũng hiểu ra ngay đoạn liếc mắt nhìn nhau với lương sư thành cả hai đều hiểu rõ trong lòng vào trong phủ nha trời đã tối lý kỳ còn chưa kịp mở miệng thì mấy thằng giờ hơi cao nha nội đã nhảy ra đúng là đồng hương gặp nhau nước mắt lưng tròng người ngoài nếu không biết sẽ nghĩ là cao nha nội bọn chúng mấy năm không về nhà rồi đoạn lôi kéo mọi người nói hết chuyện này tới chuyện khác chẳng còn cách nào ai bảo cái thằng giờ hơi đó là con trai của thái úy chứ mọi người đành phải hùa theo tiếp mấy câu chuyện tầm phào của y nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới Lý Kỳ, Lý Kỳ mới là tài chủ của bọn họ. Lý Kỳ thấy cao nhân nổi đã tự có mình là chủ rồi, cũng thấy thoải mái hơn, vội sai người đun nước nấu cơm, sau đó mới cùng Lương Tư Thành đi tới phòng của Kỳ Mẫn Nhân. Rõ ràng là Lương Tư Thành phụng mệnh Hoàng thượng mà tới. Vừa mới vào phòng, mặt Lương Tư Thành liền biến sắc, vội nói: Lý Kỳ, đây rốt cuộc là sao? Tại sao lại quan hệ dính dáng tới Tây Hạ? Lý Kỳ sừng sốt nói: Thái úy, ông đều đã biết. Lương Sư Thành lắc đầu nói. Việc lớn như thế, ngươi cho là ngươi có thể giấu được ai? Ngươi phải biết là trong chiều bây giờ đã bị ngươi làm cho hỗn loạn mù mịt hết cả. Đám đại thần vì chuyện này mà cả ngày tranh cãi không ngừng nghỉ. Ê, à, có nghiêm trọng thế không chứ? Lý Kỳ ngỡ ngàng hỏi. Ờ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn mặt mũi mà hỏi ta. Lương Sư Thành buồn bực nói. Cách đây không lâu, nước kim đột nhiên phái sứ thần tới Kinh Thành, trách móc chúng ta, phá bỏ hiệp ước, xuất binh xâm phạm Tây Hạ, Ai cũng biết rằng Tây Hạ này đã xưng thần với nước Kim rồi. Sao người có thể tùy tiện xuất binh? Hơn nữa người cũng không có cái quyền đó. Hoàng thượng còn nhận được tin và ngày trước chủng gia quân và triết gia quân chính xác là đã cùng nhau đi tới biên giới Tây Hạ. Ngươi đừng có nói điều này không liên quan gì tới ngươi. Tiểu tử ngươi gan quả không nhỏ, dám tự ý điều động cả triết gia quân và chủng gia quân. Ngươi phải biết là hai cánh Tây quân này đại diện cho cái gì chứ? Hoàng thượng đã bị ngươi làm cho tổn thương nặng nề, không còn cách nào khác, đành phải cử ta tới đây hỏi cho rõ mọi chuyện. Thật ra ông ta cũng đâu có biết nhiều, cho nên khi nói thì câu trước đã câu sau. Nước <laughs> kim giỏi lắm, ông mày và Tây Hạ đều đã thỏa thuận rồi, nhãi con nhà ngươi còn dám châm ngòi ly rán, cũng ghê gớm đó. Lấy kia trong lòng rõ như gương sáng, nhưng mà ngoài miệng lại giả bộ kinh ngạc nói, Ôi, không thể nào chứ. Không thể, Lương Sư Thành tức giận quá, đột nhiên đứng dậy nhìn ra ngoài hết to, mang từ đó lên đây. Trong chốc lát chỉ thấy vài tên hộ vệ khênh hai cái hòm gỗ lớn đi vào, mở ra lại kẹt vài tiếng chỉ thấy trong đó toàn là tấu chương lý kỳ kinh ngạc nói ơ ờ, lẽ nào đây đều là lương sư thành hừ một tiếng nói ngươi cũng không đến nỗi ngốc độc đây đều là những thứ buộc tội ngươi ngươi tự mà đọc đi rồi cần mẹ nó cũng khoa trương quá đây nhiều đến vậy sao thật là lãng phí quá đến này giấy đất lắm chứ xem ra đều là một lũ thần tử phá hoại mà lý kỳ tiện tay cầm vài bản lên đọc thử nội dung trong đó có thể nói là đọc mà ghê người chỉ cần một điều bất kỳ trong đó thôi Cũng đủ tội chém đầu cả nhà rồi Khoa trương nhất là có kẻ còn buộc tội hắn tạo phản Thái quý Ông phải hiểu cách làm người của Lý Kỳ ta Ta sao có thể làm những việc ngu ngốc như vậy chứ Bọn họ rõ ràng là đang vu cáo hãm hại ta Lý Kỳ âm thầm ghi nhớ tên của những kẻ đó Đoạn gặp tấu chương lại Oán giận nói Ta tin hay không tin người không quan trọng Người hãy mau nói đi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lương Sư Thành mất kiên nhẫn hỏi Lý Kỳ đáp lời một tiếng rồi kể hết đầu đuôi sự việc một lượt. Tuy nhiên với một số chợ cấm kỵ thì chắc chắn là hắn bỏ qua sạch. Mặc dù lấy Kỳ đã cố ý nói cho nhẹ lắm rồi, nhưng Lương Sư Thành nghe mà vẫn ướt đẫm mồ hôi. Việc này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi sức tưởng tượng của gã. Gã cũng muốn thể hiện sự thanh bạch của mình. Đoạn con ngươi đảo một vòng rồi đột nhiên đập bàn nói: Thật láo toét, cái tên kỷ mất nhân này thật là to gan quá, dám cầu kết với người ngoài mưu hại đại tống ta, thật ghê tởm. Để gã chết như vậy thì vẫn còn là nhẹ cho gã quá, Lý Kỳ tỏ vẻ chua xót nói, còn chả thế, ta còn hận không thể lột ra rút gần gã đấy. Tên tiểu tử này quả là giàu hoạt khôn lường, việc gì cũng chối cãi sạch chảnh xanh. Xem ra hắn đợi về kinh sẽ có kịch hay để xem đây. Lương Sư Thành trận mất nhìn Lý Kỳ một cái, đoạn hãng giọng một tiếng rồi mới nói: Thực ra Hoàng Tượng sai ta tới đây là để xem tình hình có nghiêm trọng đến mức như bên ngoài đồn thổi hay không. Ở đây mọi thứ đã đành yên nổ như vậy, thì bản thái úy cũng coi như là thành công trở về rồi. Mẹ kiếp, thằng nhãi ngươi vừa mới tới chưa được một canh giờ đã thành công trở về chuyện quái gì vậy trốn tránh trách nhiệm quá đó cần mẹ nó thấy sự việc lớn đến vậy là muốn rút lui ngay có kiểu chơi như vậy sao lý kỷ vội nói ơi đừng chứ thái úy ông còn phải phân xử cho ta nữa phân xử cho ngươi ngươi cũng không tự xem ngươi đã làm những gì đi ta có dám không mà kể cả là ta dám ta cũng không thể phân xử ấy chứ vớ vẩn là tự lôi ta vào như chơi lương sư thành nhấc tay kiên quyết nói À, việc này ta không thể đứng ra phân xử. Người tốt nhất là cứ đến tìm hoàng thượng mà giải thích đi. Gã dù sao cũng đã nắm chắc chủ ý, quyết không nhúng tay vào việc này. Chỉ cần thế cục Tây Bắc yên ổn là được. Lý Kỳ thấy Lương Sư Thành chạy bừa quyết tâm không tham gia vào chuyện này, cũng chẳng còn cách nào khác bèn hỏi thăm dò. Thái úy, vậy vậy thái độ của hoàng thượng hiện giờ ra sao? Lương Sư Thành nói, việc này thì ngươi yên tâm, hoàng thượng vô cùng tín nhiệm ngươi đồng thời thái tử thái thái sư cao thái sư đều rất ủng hộ ngươi nếu không thì hoàng thượng sao có thể để ta mang tới cho người xem chỗ tấu trường này không chỉ có vậy việc ngươi nhờ cao thái úy chỉnh tấu hoàng thượng cũng bỏ ngoài tai mọi can ngăn trần tấu tất cả rồi đây quả là một ân huệ lớn lao đó người chưa có phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng lý kỳ một vẻ trung thành nói đó là điều tất nhiên lý kỳ ta sao có thể làm những việc có lỗi với hoàng thượng chứ nếu như vậy thì là tốt nhất chỉ có điều ngươi cần phải sớm giải quyết cho xong những việc ở đây. Sớm quay về phụng mệnh. Vâng. Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ra. Dù sao thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi. Nhưng đường nửa đường thì chợt thấy Thái Dũng đi tới, chắp tay cười nói, à, Thái úy, bộ xoáy. Lương Sư Thành gật đầu cười ha ha, ta ra ngoài trước xem tình hình như thế nào. Nói rồi lập tức đi luôn, đợi cho Lương Sư Thành đi xong, Lý Kỳ cười hỏi, à, Thái quản gia, ta thật không nghĩ là người cũng tới. Thái Dũng nói khẽ, là lão già sai tà tới đây nói với bộ xoáy hiện nay những kẻ phản đối tân pháp ở kinh thành đang mượn việc này để công kích bộ xoáy hoàng thượng cũng có chút dao động cho nên người phải sớm về kinh thành giải trình cho rõ bởi việc này to có thể to nhỏ có thể nhỏ làm không tốt là hỏng bét hết cả đấy Hiện nhiên là thái kinh đang nhắc nhở lý kỳ chớ có mù quáng tin vào cái hòm tấu trương kia mà phải thận trọng xử lý mọi việc điều này thì lý kỳ đương nhiên là hiểu rõ tự tiện điều động quân đội lại là đại kỵ đối với hoàng đế triều thống tống huy tông đối mặt với những ước tấu trương kia cùng những lời đồn đại nhảm nhí không thể nào vẫn toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn cái hay là chỗ khi bắt đầu hành động hắn đã nghĩ tới khía cạnh này ngay cả lời thoái thác cũng đã chuẩn bị từ trước đoạn gật đầu nói đa tả thái sư quan tâm ta sẽ tự có cách giải quyết ta cũng sẽ sớm quay về kinh vậy là tốt rồi lý kỳ đột nhiên cười ha ha ha, ha, ha. thái quản gia thái sư sai người tới không thể chỉ vì chuyện này chứ quả như là cái gì cũng không qua được mắt bộ xoài thái dũng cười nói thực ra lão gia sai ta tới đây còn có một chuyện khác nữa đó là lão gia muốn mở thêm một học viện nữa ở tây bắc lý kỳ trợn tròn hai mắt thầm nghĩ <laughs> lão già này quả là lắm mưu nhiều kế không thể phủ nhận rằng cái chủ ý này thật là diệu sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ mục đích động thái này của thái kinh rất là đơn giản đó là muốn lôi kéo tây quân mặc dù địa vị của võ tướng ở triều tống không cao nhưng trong mắt hoàng đế thì vẫn chiếm một vị trí nhất định đặc biệt là tây quân bởi tây quân đa phần là sử dụng chế độ thế tập nghĩa là tra chuyển con nối nên khác biệt với quân đội bình thường khác không hề có chuyện tướng không biết lính lính không biết tướng cho nên gia quyến của tây quân đều sinh sống ở vùng phụ cận nếu như thái kinh mở một học viện ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều trẻ con của tây quân đến đó học tập cứ như vậy vô hình chung địa vị của thái kinh trong mắt tây quân chắc chắn sẽ nâng cao lên nhiều nếu như có được sự hiệp trợ của tây quân thì địa vị của lão chẳng nghi ngờ gì sẽ càng trở nên vững chãi như thế còn có lợi hơn là trực tiếp bỏ tiền nhiều. Thái Dũng thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói liền hỏi. Bộ xoái, ngươi nghĩ sao? Lão già muốn tỏ ý kiến của ngươi trước. Nếu như ngươi thấy rất tốt thì ta sẽ cho tiến hành việc này luôn. Người có tiền thật là hào sáng. Mở học viện nhẹ như mở một quán nhỏ bên đường vậy. Lý Kỳ ngập ngừng cười nói. tuyệt đối là khả thi. Điều thái sư nghĩ thật là trùng hợp với ý nghĩ của ta. Cũng đúng lúc ta đang tính khai phá phía Tây. Xây dựng học viện cũng là một phần công việc trong đó Động thái này chắc chắn có thể nâng cao Rất nhiều uy vọng của Thái Sư ở Tây Bắc Cũng đừng mở chỗ nào xa quá Mở luôn ở phượng tường này Dù sao thì Trương hữu Lâm cũng là người của chúng ta Trong lòng thì lại nghĩ Hả, ta cũng được dịp mượn cơ hội này Mà củng cố quan hệ với Tây Quân Lão giả Thái, danh tiếng người có Còn lợi ích thì sẽ là của ta Thái Dũng nghe rồi cười nói Tốt, tốt rồi, tốt rồi Tuy nhiên, e rằng là sẽ phải phiên tới bộ soái đó ta à, còn đang sợ ngươi không phiền tới ta đấy. Lý Kỳ cười ha ha, yên tâm, ta sẽ lo liệu được. Vâng vâng vâng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đã. Đám người ngoài kia chắc chắn là đang sốt ruột lắm rồi. Mời. Trong đại sảnh, mọi người thấy Lý Kỳ từ cửa ngách đi vào, vội vã đứng dậy nghênh đón. Lý Kỳ vội nói, các vị, mời ngồi, mời ngồi. Cho tới phía bậc cửa có một bóng người ủ rũ ngồi đó, đoạn chỉ tay. Đó chẳng phải là tiểu kiểu sao? Sao y không vào trong ngồi? hồng bắt kim hậm hực không cần quan tâm đến nó để nó tự kiểm điểm cho đàng hoàng ê chuyện quái gì vậy lý kỷ liếc sang chỗ cao nhà nội thấy tên này chui vào một góc cười trộm trong lòng thấy tò mò đoạn hô to tiêu kêu tiêu kêu đại ca huynh gọi ta hồng thân kỷ quay đầu lại chỉ thấy hai má trắng nõn mỗi bên hằn sâu vết năm ngón tay cực kỳ đối xứng nhất định là do cùng một người gây ra lý kỷ cười khúc khích rồi vội vã nén lại phất tay nói ờ à, thôi người cứ ngồi đó đi Hồng Thiên Kiều vẫn nộ nhìn Cao Nha rồi một cái rồi lại quay đầu đi. Gió đêm thổi tới càng hiện rõ về cô quạnh. Thật là đáng thương. Lý Kỳ thấy thế thì không nỡ tiếp tục trêu gạo y nữa. Đoạn khẽ hắng giọng rồi ngồi xuống, nhìn quét qua mọi người một lượt, nói Các vị đều là người quen cũ, tại Hạ cũng không cách sao nữa. Cả chuyến đi này các vị nhất định đã vất vả rồi. Tuy nhiên ta muốn nói rằng, chuyến đi này sẽ không nguồn công của các vị. Chắc hẳn các vị đều rất rõ mục đích của chuyến đi lần này. Nói đơn giản chỉ hai chữ thôi, kiếm tiền. Trắng trợn quá, thật là trắng trợn quá. Nhưng hai cái chữ trắng trợn đó lại hoàn toàn chạm tới tâm khảm của mọi người. Bọn họ tới đây chính là vì lợi ích, chứ chẳng lẽ là đến cứu tế thật. Mọi người vừa cười vừa nhao nhao gần đầu. Bọn họ rất khoái cái tính thẳng thắn này của Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói, trong lòng ta rất rõ, các vị có thể tới đây, ấy là đều vì do tin tưởng Lý mẫu ta đây, chứ không phải là tin tưởng cái mảnh đất này. Các vị nhất định còn chưa hiểu lắm về nơi đây. Đây không phải là Lý Kỳ tự tăng bốc quay mẽ trong làm ăn. Đến nay Lý Kỳ là một thương hiệu bằng vàng, chơi cùng hắn thì chẳng sợ thiếu tiền. Dương Phàm gật đầu nói. Kinh tế sử nói đúng lắm. Chúng tôi thực sự là đã nhìn mặt kinh tế sử mà tới. Tây Bắc không thể sánh với Giang Nam, Hoàng Hà rất mỏ mỡ, mà là chiến sự liên miên. Rốt cuộc là có lợi gì đấy? Lý Kỳ cười ha ha. Giữa công tử quá khiêm nhường rồi. Không phải là ngươi nhìn vào mặt ta mà nhìn vào mặt đồng tiền đó thôi. Dương Phạm biết tính của Lý Kỳ nên cũng chẳng kiêng dè gì cười nói. Kinh tế sử chẳng phải là đại diện cho tiền sao? Lý Kỳ cười ha ha. <cười> Dương công tử quả là nói đâu chúng đấy. Năm xưa hoàng thượng thiết lập thương vụ cục ấy là để giúp đỡ bách tính đại tống kiếm tiền. Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp. Người nói Tây Bắc không bằng Giang Nam. Câu này ta tán thành. Xét về thực lực thì Tây Bắc tuyệt đối không sánh được với Giang Nam. Nhưng cũng chính bởi thế mà giá trị tiềm năng của Tây Bắc lại vượt xa Giang Nam. Tất cả mọi người đều bị câu nói này làm cho mơ hồ. Dương phàm cao mày nói, thư lỗi cho ta ngu muội, kính mong kinh tế sử chỉ giáo. Lý Kỳ cười nói, các vị, đông kinh phồn hoa chứ, nhưng buôn bán ở kinh thành có dễ không? Không hề dễ. Cái khác ta không nói. Chỉ riêng cửa hàng đã có hơn 70 cái. Hàng ngày các cửa hàng đó để tranh giành khách hàng đã phải sứt đầu mẻ chán. Nó nói lên điều gì? Nó cho thấy quan hệ cung cầu của Đông Kinh đã bão hòa rồi. Người muốn kiếm chắc trong đó cho dù là một văn tiền thì e cũng là cực kỳ khó hồng mắt kim gật đầu nói người nói cũng có lý nhưng chúng ta đang nói tới giang nam chứ không phải là đông kinh lý kỳ nói mọi người đều biết giang nam là một vùng đất chủ phú đã là vùng đất chủ phú thì khi phát triển sẽ cực kỳ nhanh không quá vài năm kinh tế giang nam sẽ hoàn toàn phục hồi điều này ta chẳng phải lo lắng gì nhưng các vị nghĩ thử xem các vị biết giang nam tốt ta cũng biết kẻ khác cũng biết Đến lúc đó tất cả đổ dồn về Giang Nam, vậy thì có thể đoán định được là đến lúc đó một tấc đất cũng phải tranh giành, cạnh tranh sẽ chẳng kém gì Đông Kinh. Ta nói như vậy, không phải để mọi người bỏ rơi Giang Nam. Dù gì thì hiện nay Giang Nam vẫn là nơi đang cần chấn hưng, lợi nhuận trong đó thực tế là quá khủng khiếp. Nhưng đợi tới sau khi Giang Nam phục hồi rồi, vậy thì là khai phá Tây Bắc là điều tất nhiên. Chúng ta cớ sao không nhìn xa một chút, nhân lúc mọi người đang đổ dồn tới Giang Nam, chúng ta nhanh hơn họ một bước tới Tây Bắc trước. Một người bỗng nhiên nói, Vậy Tây Bắc rốt cuộc có gì đáng để chúng ta tới? Lý Kỳ giang hai tay ra nói, quá nhiều ấy chứ, thực sự là không ít hơn Giang Nam. Ta nói từ thứ cơ bản nhất, giữa công tử vừa rồi cũng đã nói, Tây Bắc chiến sự liên miên, nhưng cũng chính bởi thế mà người làm ăn buôn bán ở đây đã ít lại càng ít hơn. Dù là có thì cũng chỉ là bọn buôn lậu, đều là dạng buôn bán trộm giật. Ngoại trừ nghề chăn nuôi và việc buôn bán của triều đình ra, gần như mọi thứ đều không cố định. Điều này dẫn tới sức mua bán của Tây Bắc cực kỳ thấp cái gì cũng rẻ. Đây chính là thời cơ, chính là tiền. Một cửa hàng ở Kinh Thành ta không nói tới cái giá đất khủng bố nữa. Dù chỉ là tiền thuê cũng có người cao gấp hàng chục lần so với Tây Bắc. Vì sao? Đó là vì vật giá ở Kinh Thành cao. Nếu như các vị lấy giá cả Tây Bắc Tây Đông Kinh thuê người, vậy thì e là đến bản thân cũng không nuôi nổi. Đặt thật thiết các vị mở hai xưởng may giống hệt nhau ở Đông Kinh và Tây Bắc, mỗi nơi một cái. Sản lượng hàng năm đều giống hệt nhau. Nhưng giá gốc rõ ràng là Tây Bắc thấp hơn nhiều hơn nữa giá nguyên liệu ở đây rất rẻ đó không phải là kiếm tiền sao đương nhiên đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi đối với các vị mà nói cũng chẳng đáng là bao hà Kiều thúc cười ha ha nói ha, ha, ha. kinh tế sử quá lời rồi bọn ta chỉ là buôn bán nhỏ thôi tranh lệch giá giữa hai nơi như thế đối với bọn ta mà nói cũng là một con số không nhỏ rồi mọi người nhao nhao gật đầu thật là phát nhảm lý kỳ cười nói Hừ, các vị khiêm tốn rồi nhưng nếu các vị nhất định phải nói như vậy thì ta cũng chỉ có thể nói rằng các vị tới đây là quá đúng lắm bởi vì cái giá tranh lệch kia so với lợi nhuận tiềm tàng của Tây Bắc thì còn nhỏ bé vô cùng. Mọi người nghe xong, lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, trong bụng đã nắm chắc mọi việc. Hắn thực sự không muốn giao tiếp với quân tử, bởi quân tử kiêng rể nhiều thứ quá. Thật phiền phức, hắn vẫn thích giao tiếp với đám dân bồn kia hơn. Vì sao? Bởi vì bọn họ chỉ câu lợi ích rất đơn giản. Cho nên khi nói chuyện chỉ cần để ý tới mỗi vấn đề đó là lợi ích. Đoạn nói, các vị dân số đại tống ta so với các nước khác mà nói thì có thể nói là đứng hàng đầu điều này cũng đem lại cho thương nhân chúng ta rất nhiều cơ hội làm ăn nhưng cũng chính bởi thế mà thương nhân nước ta trước tiên luôn chú ý tới việc làm ăn trong nước thế là việc cạnh tranh thị trường quốc nội vô cùng kịch liệt nhưng đã buôn bán thì làm ở đâu mà trả vậy có tiền kiếm là tốt rồi hà tất phải để ý nhiều làm gì nếu như các vị tới tây bắc đầu tư còn tập trung sự chú ý vào trong nước thì ta chỉ có thể nói rằng tầm nhìn của các vị quá là nông cạn chúng ta cần phải hướng tới sự chú ý tới nước ngoài, chiếm lĩnh thị trường ngoài nước, cạnh tranh với thương nhân ngoài nước. Đây mới là điều mà thương nhân đại tống ta nên làm. Nói đơn giản một câu, chủ đề chính của cuộc họp này chính là xâm lược kinh tế. Muốn nhanh chóng chấn hương kinh tế đại tống, bắt buộc phải dựa vào lượng vốn lớn. Vậy thì việc thu hút vốn từ nước ngoài trở nên vô cùng quan trọng. Rõ ràng là Lý Kỳ đang muốn biến những người này thành một đám kinh tế đạo tặc, dựa vào buôn bán để ra nước ngoài tranh giành vốn tài nguyên. Đây mới chỉ là điều thứ nhất, Thứ hai, đám người này đều là phú hào hàng đầu trong nước, nếu như bọn họ đều hướng trọng tâm vào thị trường quốc nội. Có thể thấy ngay là những kẻ buôn bán nhỏ lẻ sẽ bị bọn họ ép cho không còn đường mà sống. Hay có thể nói là căn bản không còn đất sống. Cứ nói đến Hà Kiều Thúc, cửa hàng tạp hóa của y gần như cái gì cũng làm, khiến cho người khác đến canh cũng chẳng còn mà hút. Còn cả sông bạc hồng vạn cũng vậy. Nếu như hướng sự chú ý của bọn họ ra nước ngoài, thì sự thâu tóm thị trường trong nước sẽ giảm bớt. Điều này sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho những kẻ buôn bán nhỏ. Đến lúc đó giới kinh doanh đại tống mới xuất hiện cảnh tượng trăm hoa đua nở, đây mới là kết quả mà Lý Kỳ muốn nhìn thấy nhất. Hà Kiều Thúc nói, ý của kinh tế sử là các nước Tây Hạ, Tây Vực. Không sai, Tây Hạ, Thổ Phiên và các nước Tây Vực đều là mục tiêu của chúng ta. Nếu như tách riêng bọn họ ra thì dân số không thể so được với đại tống ta. Nhưng nếu như chập bọn họ lại làm một thì đây quả là một miếng bánh lớn. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích thì ta không cần nói nhiều nữa tin rằng các vị đều rõ ràng cả. Lễ Kỳ mỉm cười rồi đột nhiên chỉ vào Hà Kiều Thúc nói, Hà Kiều Thúc, một năm gần đây người cũng kiếm được không ít nhỉ? Mà người lập tức hướng mắt về phía Hà Kiều Thúc. Hà Kiều Thúc cười gượng mấy tiếng rồi mới nói, Kinh tế sử lại chế nhạo tại hạ rồi. Cái tiệm tạp hóa của tại hạ mà đem so với túy tiên cư của kinh tế sử thì thật là như kiến gặp voi rồi. Đối với vấn đề này, ông ta luôn luôn rất khiêm tốn, nhìn cái cách ông ta mặc ra đường thì chẳng ai nghĩ rằng ông ta lại là một đại tài chủ rất lưng vạn quan tiền tuy tiền cư của ta kiếm được tiền điều này ta không phủ nhận nhưng tiền tạp hóa của ngươi e rằng cũng chẳng kém cạnh đâu lý kỳ cười ha hả nói ta thân làm kinh thế sử đương nhiên là phải nắm được tình hình của các ngươi kể từ sau khi ngươi lợi dụng cầu lông để thâm nhập vào tây hạ cuối năm kia tiền kiếm được mỗi năm của ngươi đều tăng theo cấp số nhân ta cũng nghe nói đến nay dụng cụ cầu lông mà vương thất tây hạ sử dụng đều là mua từ chỗ ngươi không chỉ có thế, ngươi còn kinh doanh cả quả cầu đá, mặt trược, tú lơ khơ, thậm chí ngươi còn đang bán cả đồng phục đá cầu kiểu mới. Hàng năm, ngươi đều đặt lượng hàng lớn đồng phục, dây đá cầu từ xưởng tư lụa của Chu gia để xuất đi Tây Hạ. Còn nữa, quả bóng gôn trong văn phòng của ta, ngươi cũng không bỏ qua. Đến nay thị trường đồ thể thao của toàn Tây Hạ đều do ngươi nắm giữ. Ngươi kiếm có ít, xem ta, ta phải thu ít phí trong đó mới được. Chu Hòa bỗng nhiên nói, ờ, không đúng, nhà ta cũng bán đồng phục đá cầu kiểu mới đó, Lý Kỳ hừ một tiếng. Thế nên ta nói là tiểu tưởng ngươi chả quan tâm gì tới việc làm ăn của mình cả. Tiệm nhà ngươi là hướng tới đối tượng người dân bình thường, còn Hà Kiều Thúc là chuyên bán cho dân thể thao. Hơn nữa đồng phục đá cầu mà sườn tất lụa của các ngươi hàng năm sản xuất ra đều sử dụng chất liệu cao cấp chuyên bán cho những người có tiền ở Tây Hạ. Nên nếu chỉ tính đồng phục đá cầu thì ngươi không kiếm nhiều bằng ông ta. Chu Hòa buồn bực nói, Lý đại ca, sao huynh lại biết rõ như vậy? Lúc đó là do ta bảo ông ta làm vậy đó, cái gì? Đại ca, Huỳnh làm vậy vì gì chứ? Huỳnh cũng có cổ phần ở nhà ta mà. Chu Hoa buồn bực nói. Lý Kỳ thở dài. <laughs> Điều này thì ta biết. Những thương hiệu của Hà Kiều Thúc đã nổi danh ở Tây Hạ rồi. Để ông ta bán thì đã mất công hơn chúng ta nhiều. Lại nói ông ta càng kiếm được nhiều tiền thì các người cũng càng kiếm được càng nhiều. Hà Kiều Thúc vội cởi nói. cười nói. đúng, 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 đúng. Đồng khúc đá cầu của ta chẳng phải là từ chỗ của ngươi sao. Như nhau, như nhau cả. Lý Kỳ nói nhưng mà hà kiều thúc kể từ năm trước số thực phẩm này của ngươi ở trong nước đã không còn được ưa chuộng lắm rồi hà kiều thúc gật đầu nói ờ à, kinh tế sử nói không sai kể từ sau khi môn cầu lông phát triển rất nhiều người trong nước bắt đầu buôn mặt hàng này giờ khó khăn làm ăn lắm càng nhà nội nghe mà mờ mịt chả hiểu gì đoạn nói kỳ là vậy nếu đã như vậy tây hạ cũng chẳng phải là có người buôn bán mặt hàng này chứ <laughs> thằng sách này cũng không phải là ngu đến mức hết thuốc chữa lý kỳ cười hà hà nói <cười> <cười> rất đơn giản thôi lũng đoạn Mặc dù ta không quá hiểu về vấn đề này, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Vừa rồi ta đã nói đó. Sản phẩm của Hà Kiều Thúc từ đầu đã hướng tới đối tượng có tiền của Tây Hạ. Vậy thì ông ta chắc chắn phải có cửa riêng, đồng thời cũng phải có quan hệ mạnh. Đám quan lớn hiển quý để kiếm chắc được tiền trong đó chắc chắn sẽ chấn áp thương nhân nước mình. Đám thương nhân kia thì vừa bắt đầu vào nghề, một là cơ sở chưa vững, hai là chưa hiểu nhiều về lĩnh vực này. Chất lượng sản phẩm cũng là một vấn đề, cứ lấy vật cầu lông và quả cầu lông ra làm ví dụ trong đó có rất nhiều bí quyết hơn nữa đều là kỹ thuật mới các nhân tố đó kết hợp lại với nhau giúp cho sản phẩm của hạ kiều thúc luôn lớn mạnh ở tây hạ nhưng ở đại tống thì lại không dễ dàng được như vậy đó là vì khi mới bắt đầu đã không chỉ có ông ta làm cái nghề này chỉ có điều là vốn ông ta nhiều cho nên mới nắm bắt được thời cơ trước nhưng về lâu về dài thị trường của ông ta dần bị người khác xâm chiếm đương nhiên ở đại tống ta ông ta cũng không có hậu thuẫn vững chãi Hà Kiều Thúc thấy Lý Kỳ lôi hết mọi thứ ra nói thì ngượng ngùng gật đầu nói. thực ra tất cả những điều này cũng nhờ cả vào kinh tế sử chỉ bảo. Chỉ là ta nói bừa mấy câu, mấu chốt vẫn là bản lĩnh thực sự của Hà Kiều Thúc. Lý Kỳ lắc đầu rồi lại nói. Thực ra Hà Kiều Thúc chính là một ví dụ rất tốt, việc buôn bán gì kiếm tiền nhiều nhất. Đương nhiên là buôn bán những gì đặc sắc, nhưng đặc sắc của Đại Tống ta thì có còn là đặc sắc ở ngay giữa Đại Tống nữa không? chỉ có thể đạt ở quốc gia khác mới có thể tính là đặc sắc nếu đã như vậy thì chúng ta hà cớ phải sứt đầu mẻ chán tranh giành chút lợi nhỏ với hàng nghìn hàng vạn người tay vật có nhiều thứ để kiếm ơn cơ mà mọi người nói có phải không tất cả đều phá lên cười ha hạ lý kỳ lại nói thực ra buôn bán cũng giống như là đánh trận đầu tiên là phải điều binh tới còn chúng ta làm ăn buôn bán đương nhiên là càng gần người tiêu dùng càng tốt bởi vì buôn bán thì phải hướng tới nhu cầu của người tiêu dùng mà làm ví dụ như năm nay thịnh hành ăn thịt cừu các vị lại đi bán thịt chó vậy thì việc làm ăn khó mà thành cho nên chỉ khi càng gần với người tiêu dùng các vị mới có được càng nhiều thông tin để kịp thời đưa ra điều chỉnh như vậy các vị nếu như muốn khai phá thị trường tây vực thì vùng đất tây bắc là nơi cực kỳ quan trọng lấy sòng bạc hồng vạn ra làm ví dụ đánh bạc không phân chia danh giới quốc gia nước nào cũng có rất nhiều người thích đánh bạc nhưng cái sòng bạc của ông ta là độc nhất vô nhị ví như ông ta lại mở một sòng bạc khác ở tây bắc thì có thể đoán định được rằng khách đánh bạc vùng tây hạ thổ phiên tây vực sẽ tới đó chơi số tiền kiếm được tuyệt đối không ít hơn ở kinh thành cho nên nếu như đặt sòng bạc ở kinh thành đường xá xa xôi lạ người lạ đất dù có chuyển tiền được tới thì cũng rất bất tiện một khi khách đánh bạc ngoại quốc nhiều lên rồi thì chắc chắn cần có một hệ thống sòng bạc việc này xem các vị nắm bắt thế nào thôi hồng bát kim gật đầu nói đây đúng là một con đường tiếc là ta đã đầu tư lượng tiền lớn vào giang nam rồi nhất thời không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Dương Phạm sáng rực mắt cười ha ha nói, ha <laughs> ha, bạn kiểm thúc, nếu như ngươi thiếu tiền thì cháu đây có. Y mới bước vào lĩnh vực kinh doanh chưa lâu, hơn nữa cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có một bà tỷ tỷ làm quý phi, tiền thì có nhưng chẳng biết dùng vào đâu. song bạc hồng vạn hốt được bạc, điều này thì ai cũng biết. Nếu như có thể hợp tác được với họ thì coi như là nằm không mà đếm tiền, hồng bát kim thấy y đến tiếng chú đã gọi ra rồi còn gì mà không hiểu ông ta cũng không muốn ăn mảnh dù sao thì việc này mà một mình làm thì cũng khó chỉ có điều ông ta không tin tưởng được cách làm người của dương phàm đoạn cười nói hề hey, dương công tử nếu như nghiêm túc thì đến lúc đó chúng ta tiếp tục thương lượng dù sao thì đây cũng không phải là một việc nhỏ đâu dương phàm thấy hồng bát kim không từ chối vui đến không ngậm nổi miệng cười ha ha vâng 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 quyết định thế nhá mọi người nghe vậy nét mặt ai cũng thoáng chút suy tư thằng nhãi này quả là có tố chất làm gian thương lý kỳ cười một lúc rồi lại nói còn xưởng tơ lụa chu ra nữa các vị cũng có thể tới đây mở một xưởng may quần áo tại các xưởng may ở kinh thành đều dựa theo phong cách của đại tống ta để sản xuất các vị có thể nhằm vào thị hiếu của các nước ở vùng tây hạ tây vực mà sản xuất ra quần áo cho họ đã là người thì phải mặc quần áo chỉ cần sản phẩm của các vị tốt thì có thể nói là tiền đã nằm gọn trong hầu bao của các vị rồi. Hà Kim Thúc cũng đã mất công suất xưởng là có thể trực tiếp vận chuyển tới Tây Hạ. Dương Phạm vội nói Tam Lăng Nhà các ngươi nếu như cần người hợp tác thì cứ gọi ta nhé. Chu Hoa cũng không dám làm mất lòng Dương Phạm đoạn cười khả khả nói Được, 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 ta sẽ nói với cha ta. Trong lòng thì lại đang nghĩ đến để làm một xưởng may thì cần bao nhiêu tiền Lúc này, có một nam tử chừng 30 tuổi đứng bên trái, bỗng nhiên nói. Kinh tế sử. Các ngài đều làm những thương phẩm kiểu mới, thiên hạ vô song của quý tiệm, quần áo kiểu mới của sườn tơ lụa, chu gia, cầu lông của hà kiểu thúc. Những thứ mà người khác không làm được thì đương nhiên là dễ bán. Nhưng với những người buôn bán mặt hàng phổ thông như chúng tôi thì muốn kiếm tiền cũng khó, cứ lấy Tây Hạ ra làm ví dụ đi. Có rất nhiều sản phẩm không hề thua kém chúng ta, thậm chí có những thứ còn tốt hơn. Chúng tôi còn phải nộp thuế, muốn đi Tây Hạ kiếm tiền sao có thể dễ dàng. Người này tên là Tiếu Phương, tổ tiên đều làm nghề buôn bán đồ gỗ, nghe nói hơn 3 phần bàn ghế giường tủ của người dân trong kinh thành đều là từ nhà này mà ra, chiếm 3 phần sản phẩm gỗ của cả cái thành biện kinh thì quả là không ít. Nhưng vấn đề là có quá nhiều người ở Tây Hạ cùng làm cái nghề gỗ này, sao có thể tranh giành được đây? Không ít người nghe vậy thì nhao nhao gật đầu, Lý Kỷ nói, ta chỉ có thể vẽ cho mọi người con đường kiếm tiền, về mặt tổng thể chứ không thể độc lập đi giúp từng người nghĩ cách kiếm tiền việc này ta lực bất tòng tâm cũng chẳng có đủ năng lực còn nữa ta gọi các vị tới không phải để chia tiền mà là để kiếm tiền mấu chốt vẫn nằm ở phương pháp riêng của bản thân các vị cả vị muốn kiếm tiền thì nhất định phải nghĩ ra những thương phẩm thu hút chú ý hơn phải dùng đầu não để kiếm tiền thế gian này không có chuyện ngồi không mà hưởng chúng ta đều là người lại có thể chịu để kẻ khác làm tốt hơn mình mình còn phải làm tốt hơn kẻ khác mới được chứ nếu các vị không làm được, chỉ có thể nói là các vị không có bản lĩnh, không trách được ai. Cứ nói luôn là cái xưởng của tiếu gia đi. Nếu như các ngươi chỉ bán những đồ gỗ gia dụng phổ thông, đương nhiên không thể vượt mặt được những kẻ khác. Các ngươi muốn kiếm tiền thì phải bán những thứ người khác không có, giống như là ghế sofa, hay còn có thể làm mặt trượt cho dân chuyên chơi mặt trượt. Nhưng ghế sofa đơn giản thì dễ bị kẻ khác bắt trước. Cái mấu chốt của ghế sofa nằm ở sự dễ chịu, các người có thể suy nghĩ nhiều hơn về điểm này. Ví như có thể gắn thêm một lớp đệm lên chẳng hạn sẽ mềm mại thoải mái hơn nhiều và cái kỹ thuật sản xuất đệm chính là mấu chốt kiếm tiền của các ngươi cái này đều dựa vào suy nghĩ của các ngươi dù sao thì thỏa mãn một cách đầy đủ nhất nhu cầu của người tiêu dùng là được đương nhiên về vấn đề buôn bán thì ta tràn đầy niềm tin với thương nhân của đại tống tiếu phương nghe xong thì trầm ngâm một hồi rồi hoan hỉ nói những lời của kinh tế sử thật là khiến tiếu mẫu vỡ lẽ ra nhiều lắm lúc này một người bỗng nhiên nói kinh tế sử ngài nói không sai có kiếm tiền được hay không thì nhất định phải dựa vào suy nghĩ của chính mình nhưng hình như ngài đã bỏ qua một điểm quan trọng đó là tây quân lời vừa dứt cả đám người bao gồm cả lương sư thành trong đó lộ một vẻ mặt khác thường sắc mặt của mọi người đã rất rõ nét chứng minh một vấn đề đó là phàm những vấn đề liên quan tới tây quân đều là những chủ đề nhạy cảm thị trường địa bàn hà sáo kỳ thực rất phồn vinh nhưng chẳng có quan hệ gì với doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng chính bởi sự tồn tại của chợ biên giới này mà đã nảy sinh cái đặc trưng thứ hai đó là buôn lậu Buôn lậu mặc dù là phạm pháp nhưng trong hoàn cảnh này thì lại là một ngành siêu lợi nhuận. Như là trà, đồ gốm, vải vóc của Đại Tống, thậm chí còn có người trực tiếp buôn lậu tiền. Đồng thời ở Tây Hạ còn có mối tinh, nếu như buôn lậu mối tinh từ Tây Hạ vào thì quả là siêu lợi nhuận. Điều này đã khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm mà làm. Nhưng muốn buôn lậu thì ở Tây Bắc phải có được cái gật đầu của Tây quân chân dự biên giới. Điều khiến người ta không còn gì để nói, đó là Tây quân chính là đầu đảng buôn lậu lớn nhất Đại Tống, ngay cả lý kỳ cũng nhờ bọn họ buôn lậu thiên hạ vô song cho nên buôn bán ở tây bắc bắt buộc phải tính tới tây quân cũng chính bởi có hai đặc trưng lớn này mà doanh nghiệp tư nhân rất khó tồn tại được ở tây bắc dù sao thì người mạnh nữa thì có mạnh hơn nổi quốc gia không dù sao thì ở hậu thế doanh nghiệp quốc doanh vẫn vô cùng lớn mạnh huống hồ là trong xã hội phong kiến lương Sư thành nói nhỏ người chớ câu nói bừa điều này ta biết lý kỳ khẽ gật đầu rồi đột nhiên cười ha hả nói <laughs> Ta hiểu các vị băn khoăn vấn đề gì. Tuy nhiên ta cho rằng những điều đó chẳng mâu thuẫn gì với thương nhân chúng ta cả. Ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồng Bất Kim vội hỏi. Nói vậy nghĩa là sao? Lý Kỳ nói. Các vị mặc dù là đại phú hào hàng đầu đại tống, nhưng có thể giàu hơn triều đình được không? Việc buôn bán của Tây quân và triều đình đều liên quan đến nguyên liệu. Ta không tán thành các vị đầu tư suy nghĩ về phương diện này. Nhưng tác dụng của nguyên liệu là dùng để chuyển hóa thành thương phẩm. Cho nên thương phẩm mới là trọng điểm của chúng ta, chứ không phải là nguyên liệu hay có thể nói là chẳng mâu thuẫn gì với chúng ta. Hơn nữa, sẽ thấy triều đình và Tây quân đều ở đây, dẫn đến việc có rất ít thương nhân tới đây làm ăn. Điều này cũng sẽ đem lại cho chúng ta những lợi thế không nhỏ. Dừng một lúc, hắn nói tiếp. Các vị, thực ra việc buôn bán liên quan đến nguyên liệu đều là những buôn bán kiểu cũ, đất diễn không lớn, chỉ có thương phẩm mang tính kỹ thuật thì mới đem lại lợi nhuận cách xù. Thế thương phẩm mang tính kỹ thuật là gì? Đó là những thương phẩm thông qua việc gia công nguyên liệu mà chế tác thành. Đây mới là cái chính. Ví dụ như trà chẳng hạn. Trà là thứ buôn bán độc quyền của triều đình. Lợi ích trong đó đã bị triều đình ép xuống rất thấp rồi. Trừ phi các vị buôn lậu, không thì các vị không thể kiếm nổi tiền. Nhưng buôn lậu thì phạm pháp, các vị đều là những người có địa vị, mạo hiểm để làm gì. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Lẽ nào điều này cho thấy lợi nhuận của việc bán trà không có phần nào của chúng ta sao? Đương nhiên là không. Tin là các vị đều biết tới trà sữa của túy tiên cư bọn ta, trà sữa có thể lấy danh nghĩa cá nhân mà ta bán đi các quốc gia lân cận hơn nữa lợi nhuận không hề ít hơn buôn bán trà chỉ duy nhất một điểm khác đó là ta đã phải nộp thuế chỉ có vậy thôi đó là vì sao đó là vì trà sữa không hề thuộc phạm vi buôn bán trà mà là một sản phẩm sáng tạo từ trà cũng là một loại thương phẩm triều đình không có quyền cản trở lấy một ví dụ đơn giản hơn thế này triều đình khống chế việc buôn muối rất chặt chẽ chứ gì đặt giả thiết ta trực tiếp bán muối vậy thì triều đình chắc chắn không cho phép nhưng ta dùng muối để chế biến món kho bán đi, vậy thì triều đình không có quyền can thiệp rồi. Hơn nữa hiện nay triều đình đang phải đối mặt với cái cải cách kinh tế. Đối với chợ biên giới Tây Bắc thì cũng đã có sự điều chỉnh, giảm thấp thuế chợ vùng biên, cũng không để nha quan một tay khống chế cả quá trình giao dịch. Các vị có thể tự chủ tiến hành đàm phán với thương nhân đối tác. Duy chỉ có một thứ không đổi, đó là hàng hóa vẫn phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng chỉ cần các vị không tranh giành việc làm ăn với triều đình, không trực tiếp bán tiền tệ triều đình đương nhiên sẽ hoan nghênh các vị tới không chỉ có vậy tây hạ về cơ bản là cung ứng nguyên liệu ví dụ như trong nghề chăn nuôi dược phẩm số lượng chủng loại đều rất nhiều đây chính là lợi nhuận chúng ta có thể mua về gia công chế tạo thành thương phẩm rồi lại bán ra chẳng khác nào phát tài tại chỗ thử hỏi kiểu buôn bán này thì tìm đâu ra được đương nhiên mẫu chất vấn đề ở chỗ còn phải xem các vị có thể chế tạo những nguyên liệu đó thành thương phẩm mà người tiêu dùng cần hay không nói tóm lại kỹ thuật mới là chủ đạo của việc buôn bán bây giờ. Nếu như nói từ giá trị thành phẩm cổ xưa nhất thì kỹ thuật chính là buôn bán không vốn. Mọi người nghe xong liên tiếp gật đầu, cái máu kinh doanh lại bốc lên ngổn ngụt trong cơ thể của họ. Thách thức, lợi ích đều là những thứ thường nhận thích nhất. Bởi thách thức chính là đại diện cho lợi ích. Lại thêm sự trợ giúp to lớn từ triều đình khiến bọn họ tràn đầy niềm tin với thị trường Tây Vực. Trong tâm tưởng họ còn không tin là bản thân mình đấu không lại thương nhân nước ngoài. Một cuộc chiến thương mại với nước ngoài dưới sự dẫn dắt của Lý Kỳ đã trong quá trình thai ngén. Hồng Bát Kim đột nhiên nói, Kinh tế sử, phía Tây Vực đúng là có thể thử, nhưng người bảo bọn ta tới Tây Bắc đầu tư, ta cho rằng vẫn còn phải cân nhắc cho kỹ. Dù sao thì Tây Bắc bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự. Đã giả thiết bọn ta đến Tây Bắc xây dựng nhà cửa rồi, một khi chiến sự xảy ra, thế chẳng phải là công toi hết cả không? Lý Kỳ cười nói, Bát Kim Thúc nói có lý lắm, lợi ích vốn luôn đi liền với mạo hiểm tuy nhiên các vị đã bao giờ nghĩ tới việc vì sao chiến sự tây bắc liên miên không dứt chưa hà kiều thúc nói chẳng phải là vì cái vùng hà sáo không sai bởi vì vùng hà sáo không chỉ là vùng đất chiến lược quan trọng đồng thời nó còn đồng nghĩa còn là với lợi ích to lớn chiến sự hà sáo đối với đại tống ta mà nói là tình thế bắt buộc hay nói cách khác tất cả chiến sự đều vì lợi ích mà ra Tuy nhiên đặt giả thiết vùng hạ giáo phồn vinh thịnh vượng, Đại Tống và Tây Hạ đều có được những lợi ích vượt xa trước kia, thì thử hỏi ai còn muốn chiến tranh? Cho dù vâng thất bọn họ có muốn đánh, thì đám công khanh đại thần đã giành được những lợi ích to lớn trong đó, và bách tính hai bên cũng sẽ không đồng tình. Thế cũng có nghĩa là, chỉ cần lợi ích vùng hạ giáo được thể hiện ra, thì khó mà xảy ra nổi chiến tranh. Đám đại thần triều đình kia luôn miệng nói thương nhân chúng ta tự tư tự lợi, vậy thì chúng ta bắt buộc phải có tiếng nói cho chính mình sử dụng tài năng của mình để duy trì hòa bình của khu vực này, chứng minh cho bọn họ thấy uy lực của lợi ích bỏ xa thiên binh vạn mã. Đã giả thiết lợi ích của hòa bình bỏ xa lợi ích mà chiến tranh đem lại, thì hai bên tất yếu sẽ lựa chọn hòa bình. Ngược lại cũng vậy thôi. Hơn nữa ta cần muốn nhắc nhở các vị một câu. Vùng Hà Hoàng bên đó vừa mới thu phục, lợi ích trong đó ta không phải nói nhiều nữa. Các vị muốn nâng cao vị thế của thương nhân thì phải nghĩ cách dung hợp thương mại và chính trị lại với nhau. Vùng Hà Sáo là một cơ hội tốt đậm. Lý Kỳ cười nham hiểm nói, thực ra Tây Hạ có gì mà to, căn bản là không đủ để thỏa mãn khẩu vị của Lý Kỳ. Mục tiêu của hắn là vùng Tây vực kia, sở dĩ muốn tăng cường mối quan hệ kinh tế với Tây Hạ, đó là yêu cầu về mặt chiến lược đều là để chống đỡ lại với nước Kim. Hay, nói hay lắm. Hồng mắt Kim cười ha hả nói, chỉ cần câu cuối cùng của kinh tế sở, Hồng Mỗ thấy chuyến đi này quả không nguồn công. Mọi người nhao nhao gật đầu, đứng cả dậy nhìn Lý Kỳ chắp tay đồng thanh nói, Chúng tôi nguyện làm theo kinh tế sử. Lý Kỳ đứng dậy cười nói. Ta cho rằng chúng ta nên làm theo lợi ích của đại thống. Cái gì có thể giúp đại thống có lợi thì chúng ta làm cái đó. Mà cái gì mà đạo đức lễ nghi đều phải nhường đường cho lợi ích đại thống ta hết. Quân tử thì cứ để cho bọn văn nhân kia làm. Còn tiểu nhân thì cứ để phần cho thương nhân chúng ta. Chúng ta cần phải sử dụng thông minh tài trí của mình để xây dựng đại tống thành một đế quốc kinh tế vĩ đại, dùng lợi ích để thần phục bốn phương. Câu cuối cùng này quả là hào khí vạn trượng nhưng không hề mang khí phách anh hùng mà là giọng điệu của thương nhân tự cổ trí kim luôn bị coi là địa vị thấp hèn. Đám thương nhân này chưa bao giờ nghĩ tới việc thì ra mình lại có tác dụng lớn đến như thế, nhất thời niềm phấn khích trong lòng sôi sục trào dâng, chỉ biết cười lớn không ngớt. Như thể nhìn thấy cái thời khắc thương nhân làm chủ thiên hạ đã tới. Mọi người sau khi nghe Lý kỷ một phen ba hoa khoác lác đã bắt đầu tràn đầy kỳ vọng đối với thị trường nước ngoài. Cho dù thời gian cơm tối đã đến, nhưng bọn họ vẫn không muốn rời đi mà ăn luôn ở ngay giữa đại sảnh. Dù sao thì bọn họ cũng đem đến rất nhiều vịt quay và các đồ ăn mặn khác tới. Rất thuận tiện nên quay lấy Lý Kỳ nói hết chuyện này tới chuyện khác. Lý Kỳ cũng trả lời từng câu hỏi của bọn họ cho tới tận canh ba. Cuộc họp này mới tuyên bố kết thúc. Lý Kỳ mệt mỏi dã rời. Vừa về tới phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. lại là ai nữa đây? Có để người ta sống không chứ? Đoạn uể oải nói. Ai đấy? Kinh tế sử là ta đây. Ai, Lý Kỳ ngay người ra rồi lập tức đi ra mở cửa, chỉ thấy Lương Sư Thành cười rạng rỡ đứng trước cửa. Lý Kỳ vội nói, thầy ý, mời ông vào, quấy giày rồi. Lương Sư Thành cười khà khà rồi bước vào nói, mấy lời vừa rồi của kinh tế sử thật khiến ta mở mang tầm mắt đó. À, đâu có, đâu có. Lý Kỳ rót cho Lương Sư Thành một cốc trà, đoạn cười nói, thực ra ta luôn cho rằng cái thứ thúc đẩy xã hội phát triển không phải là tứ thư ngũ kinh mà là lợi ích từ cổ chí kim vương triều nào cũng hô khẩu hiệu tạo phúc cho bách tính phải dân giàu nước mạnh chứ không có nói làm cho ai cũng trở thành quân tử cả. Ê, có lý, có lý. Lương Sư Thành gật đầu vài cái rồi bỗng nói. Kỳ tế sử, người đã nói tốt về Tây Bắc đến thế, chắc chắn rằng người nhất định cũng không bỏ qua lợi ích trong đó chứ. <laughs> Lão Tử hiểu chuyện rồi đó, thì ra thằng nhã này tới để xin chia tiền đây. Lý Kỳ bừng tình hiểu ra, Lương Sư Thành dù sao cũng là một thái giám. Ngoài lợi dụng chức quyền ra kiếm trác tiền tài thì nào có biết kinh doanh gì. Nhưng gã đầu có ngu, gã thấy cao cầu dựa vào hợp tác với lý kỳ mà kiếm chắc không ít hơn hắn hơn nữa cũng nếm được không ít vị ngọt từ thiên hạ vô song cho nên cũng muốn học theo cao cầu dựa vào hành động thực tiễn kiếm tiền còn địa vị gã cao quý đương nhiên sẽ không tìm bọn người như hồng bát kim đã không tìm thì thôi tìm thì phải tìm kẻ cầm đầu luôn lý kỳ thực ra đã sớm có chuẩn bị từ trước đoạn cười nói hey, thái úy ông có biết buôn gì kiếm được nhiều tiền nhất không lương sư thành ngây người ra lắc đầu nói ta không biết đương nhiên là buôn lậu nguyên liệu rồi Lý Kỳ cười nham hiểm nói, Lương Sư Thành lần này đần thối triệt đề. Vừa với một canh giờ trước, người đâu có nói vậy, rốt cuộc là câu nào của tên tiểu tử này là thật, câu nào là giả chứ? Đoạn ngơ ngác nói, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại... Lý Kỳ cười nói, Hở thái úy, Việc buôn bán cũng phải phù hợp tùy từng đối tượng. Đối với những người bên ngoài kia, bọn họ một không có năng lực, hai là không có vốn. Buôn lậu cũng chính là tự đưa mình đến bờ vực thẳm, vớ vẩn là thịt nát dâng tan ngay. Nhưng chúng ta không giống như vậy chúng ta có thực lực cũng có tiền ngoài việc buôn lậu ra ta thật sự không nghĩ ra cách nào làm ăn có thể thỏa mãn khẩu vị của chúng ta nữa <laughs> tên tiểu tử này quả nhiên là còn giữ miếng lương sư thành nghe rồi trong lòng bừng thầm nhưng ngoài miệng thì lại nói nhưng buôn lậu là phạm pháp đó lý kỷ nói thái úy buôn lậu sở dĩ phạm pháp đó là vì tổn hại đến lợi ích đại tống chúng ta nhưng nếu như chúng ta có thể dựa vào buôn lậu mà đem lại được nhiều lợi ích hơn cho đại tống vậy thì từ phạm pháp đã biến thành hợp pháp rồi lương sư thành nghe mà chỉ hiểu lờ mờ như vậy là sao? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại. Thái úy, ông cho rằng buôn lậu gì kiếm được nhiều tiền nhất? Mối. Lý Kỳ lắc đầu. Chà. Lý Kỳ lắc đầu. Lương Dư Thành ai ôi một tiếng rồi nói. Kinh tế sự, người chớ bỏng bò nữa, mau nói cho ta biết đi. Lý Kỳ cười nói. Đương nhiên là khoáng sản đó. Khoáng sản. Lý Kỳ gật đầu. Không sai. Theo như ta được biết, phía Tây Vực thực ra có rất nhiều khoáng sản đồng, sắt, nhưng kỹ thuật của bọn họ lạc hậu không thể khai khoáng nếu đã như vậy có sao chúng ta không tới giúp người ta giúp bọn họ khai khoáng khoáng sản có ở dưới đất còn đất thông thường nằm trong tay vương công quý tộc nắm giữ chúng ta có thể cử thương nhân tới chỗ bọn họ dùng tiền mua chuộc đám vương công quý tộc đó mở ra một chỗ đi lại giúp bọn họ khai khoáng tiện thể giúp bọn họ bán luôn đổi những thứ họ cần như trà đồ gốm lấy khoáng sản tại ý có thể nghĩ xem nếu như chỗ khoáng sản đó để triều đình bọn họ dùng thì bọn họ cũng chẳng biết dùng vào đâu chỉ có bán đi thì bọn họ mới thu được lợi dưới sự sai khiến của lợi ích bọn họ chắc chắn sẽ đi theo con đường buôn lậu nhưng khoáng sản thì không giống với những thương phẩm bình thường khác số lượng ít thì chẳng có ý nghĩa gì số lượng lớn thì trừ khi triều đình ra mặt không thì khó hay dám động tơ miếng bánh này cho nên việc buôn lậu khoáng sản là rất ít bình thường chỉ là buôn lậu trà muối đồ gốm xứ đây chính là cơ hội của chúng ta thái úy xin chớ quên sau lưng ta còn có quân khí dám trợ giúp Lợi ích từ việc buôn bán vũ khí thì Thao Ý chắc chắn đã thấy rõ. Lương Sư Thành gật đầu lia liệu, Lý Kỳ nói tiếp. Sản xuất vũ khí thì bắt buộc phải có các loại nguyên liệu như là sắt, đồng gỗ và lưu huỳnh vân vân. Mà cho đến nay, nguyên liệu của quân khí giám đều do Tam Ti nắm giữ, trong khi Tam Ti bắt buộc phải chăm lo no cho cả quốc gia. Điều này chẳng nghi ngờ gì sẽ kìm hãm sự phát triển của quân khí giám. Cho nên muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì chỉ có cách mua nguyên liệu từ quốc gia khác. Như vậy thì chỉ có con đường buôn lậu thôi chúng ta có thể nghĩ cách buôn lậu nguyên liệu từ các nước tây vực bán cho quân khí giám sau đó quân khí giám lại chế tạo thành vũ khí bán cho quốc gia khác trao đi đổi lại như vậy tiền cứ gọi là trả về ảo ảo. mặc dù chúng ta trốn được một số thuế nhất định nhưng nếu chúng ta không làm thì cũng không có sự tồn tại của mấy khoản thế đó như vậy quân khí giám kiếm được tiền rồi triều đình đương nhiên cũng có lợi lớn hoàng thượng cũng kiếm được tiền cho dù chúng ta có theo sau ăn thóc vãi thì khoản tiền cũng cực kỳ khả quan cho dù triều đình có phát hiện ra thì cũng sẽ ủng hộ chúng ta làm vậy thôi Thư hỏi ai lại giảng đạo lý cho tiền nghe chứ? <laughs> Tên tiểu tử này, quả là thiên tài. Lương Sư Thành cười tít cả mắt lại, cứ tưởng nghĩ xem, đến lúc đó gã phụ trách bên trong, lấy kỳ lo bên ngoài, thế thì không ai địch nổi. Còn về tiền ấy mà, thật là nhiều vô tận mà. Cho dù Lý Kỳ có tài ăn nói, nhưng việc đầu tư có quy mô lớn như vậy, chỉ dựa vào những điều nói mồm là không đủ, bắt buộc phải có hành động thực tế. Dù sao thì những người này không phải là lũ ngu đần, mà ngược lại kẻ nào kẻ đó đều tinh như khỉ vậy. Thế là mấy ngày tiếp theo, Lý Kỳ bắt đầu dẫn bọn họ đi khảo sát huyện Phượng Tường. Khu vực Tây Bắc hiện nay gần với đất Hà Sáo, chủ yếu đều là ruộng tốt, nhưng phía sau có rất nhiều đất hoang. Chỗ đất đó mà dùng để trồng lúa thì không ổn, rất thích hợp cho việc xây dựng nhà xưởng. Do có sự tồn tại của khu vực Hà Sáo nên đã cung cấp không ít tiền lợi cho khu quy hoạch của Lý Kỳ. Hắn có thể lấy chỗ này làm ranh giới, vạch ra hai vùng nông nghiệp và công nghiệp rõ ràng. Cùng với điều đó, Lý Kỳ cũng mời các chi phủ chi huyện của các phủ châu khác ở Tây Bắc tới bàn bạc việc khai phá Tây Bắc. Đám chi phủ kia thấy có người mang tiền tới thì nào có thể từ chối, vui đến không ngậm nổi miệng ý chứ. Điều này chính là cơ hội tốt để nâng cao uy thế chính trị của hắn. Sau vài ngày khảo sát, một sự phân chia sơ bộ vùng kinh tế đã bắt đầu lộ ra. Những cái phương án sơ bộ này vừa đưa ra, đám thương nhân có quan hệ làm ăn ổn định với Tây Hải như là Hà Kiều Thúc đã bắt đầu thương lượng với nông dân trong vùng về việc mua đất Đám người Hồng Bát Kim thì cũng bắt đầu đi hỏi giá. Bọn họ đều hiểu rằng giá đất Tây Bắc sớm muộn cũng sẽ tăng vọt, kiếm tiền phải tranh thủ từ lúc sớm. Trong đó nhanh nhất phải kể đến Thái Dũng, y ngay cả tiền đặt cọc cũng đã chi ra, đã chuẩn bị tìm người tới xây dựng rồi. Thái Kinh không đợi được lâu, cho nên việc xây dựng học viện phải nhanh, tiền không thành vấn đề. Điều này đối với đám dân thường nghèo khổ mà nói, quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi chốt phương án, Lý Kỳ chuẩn bị về kinh không cần nghĩ cũng biết tổng Huy Tông hiện tại chắc chắn ngày nào cũng đang chửi rủa hắn. Trong phủ nha, lần này đều nhờ vào đại nhân tiến cử hạ quan mới có được sự trọng dụng của hoàng thượng thêm một lần nữa. Công ơn của đại nhân với hạ quan, hạ quan xin khắc cốt ghi tâm. Trước khi Lý Kỳ đi, Trương Nhữ Lâm cuối cùng cũng tìm được một cơ hội nói chuyện riêng với Lý Kỳ. Dù gì thì mấy ngày qua, Lý Kỳ bận tới mức chẳng còn thời gian đi nhà sĩ. Y sở dĩ có thể phục chức chưa tới nửa năm, đã được bổ nhiệm chi phủ tất cả đều dựa vào sự đề cử của lý kỳ cả. lý kỳ cười nói, Hờ, những lời này không cần phải nói đâu. ta thích cái gì đó thực tế một chút. người ngồi đi đã. vâng. trương như lâm ngồi xuống. lý kỳ uống một ngụm trà rồi nói, ngày mai ta phải về kinh rồi. vượng tường giao cả cho ngươi. lương thực đã được vận chuyển tới, tin rằng có thể cầm cự được tới mùa thu hoạch. trương như lâm gật đầu nói, đại nhân xin yên tâm, hà quan nhất định không để bách tính vượng tường phải chịu đói nữa. vậy thì tốt. lý kỳ gật gật đầu rồi lại nói. Tuy nhiên đây chỉ là thứ yếu. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề của cuộc sống của dân chúng phường thường, ta còn phải dựa vào sự đầu tư của đám thương nhân kia. Đây quả là một công trình to lớn, người bắt buộc phải từng giờ từng phút lên dây có tinh thần. Vừa rồi ngươi có nói cảm ơn ta, nhưng ta cho rằng sau một năm nữa, biết đâu đấy, ngươi có thể lại nguyền rủa ta đó. Trường Nhữ Lâm nói, Hà Quan sở dĩ theo con đường làm quan, ấy là vì mong được hiến thân cho bách tính. Nếu như lần khai phá Tây Bắc này có thể đem lại ấm no cho bách tính thì có phải khổ cũng cam lòng. Lý Kỳ bất giác nhớ tới một người, đó chính là kỷ Mẫn Nhân, đoạn thở dài nói. À, nếu như người có thể làm vậy thì tốt rồi. Thực ra có gì cần dặn dò, ta đã dặn dò coi như cơ bản rồi. Ngươi chỉ cần nhớ rằng mọi thứ phải làm cho quy củ. Mặc dù buôn bán thì có thể dở mọi thủ đoạn, mấu chốt nằm ở lợi ích, nhưng làm quan thì phải giữ phép tắc. Không chỉ có như vậy, ngươi còn phải chế định ra một bộ quy tắc để ràng buộc đám thương nhân kia. Đặc biệt khi ngươi vừa nhậm chức đã phải đảm đương nhiệm vụ khó khăn như vậy, ngươi nhất định là phải giữ vững nguyên tắc của mình, cái gì nên làm cái gì không nên điểm này ngươi phải tỉnh táo giá như để bọn họ nắm được cái thóp gì thì tình hình sẽ trở nên mất kiểm soát nếu vậy thì mọi nỗ lực của ngươi rất có thể sẽ phải trả giá đắt thậm chí là đánh mất tất cả chỉ cần ngươi làm việc theo quy tắc thì ở phượng tường này ngươi là to nhất ta sẽ ở kinh thành hậu thuẫn cho ngươi không cần phải quá lo lắng trương như lâm gật đầu nói hà quan nhất định sẽ không phù lòng kỳ vọng của đại nhân sáng sớm hôm sau bọn lý kỳ lương dư thành đã lên đường trở về nhưng vừa mới ra khỏi cổng thành thì đã thấy hai bên đường chật kín người đi thì ra đám dân chúng kia biết hôm nay lý kỳ về kinh đã lũ lượt tới tiễn thậm chí còn có người dơ cao gờ cao thanh thiên làm cho thằng đần cao nhân nội mừng muốn chết lý kỳ thì cảm động lắm nói với bọn họ vài câu từ biệt rồi bảo bọn họ về nhà nhưng thật không ngờ là dân chúng không nghe theo mệnh lệnh mà lặng lẽ đi theo đội ngũ không chịu quay về điều này làm hắn chỉ còn biết thở dài cũng là tại hắn lương thiện quá đây mà cho tới khi sắp ra khỏi địa phận Phượng Thường, Lý Kỳ đánh bất đắc dĩ quay đầu lại, hết lời khuyên nhủ dân chúng quay về. Đám dân chúng đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, vái lại Lý Kỳ ba vái rồi mới lưu luyến rời đi. Những cái hành động đó của người dân lại khiến Lý Kỳ không nỡ đi xa. Đoạn nhìn từng khuôn mặt thật tà chất phác, từng bóng dáng yếu ớt run rẩy, khóe mắt trở thấy ướt ướt. Mãi một hồi lâu hắn mới ngẩng mặt lên thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 175 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 176.